Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Vừa Phim TV và mình là Trần Thảo. Thì phải nói là trong năm vừa rồi có quá nhiều chai nước hoa mới nè, mùi hương mới được các hãng cho trình làng. Và theo cảm nhận của Thảo thì chai nào cũng có thiết kế rất là đẹp mắt nè, mùi hương thì nịnh mũi, rất là nhiều sự cám dỗ. Và tính tới hiện tại thì đây là chiếc vlog thứ 3 của Thảo nêu cảm nhận về mùi hương mới nào đó. Thì cho nên là ở tập này Thảo quyết định là sẽ làm khác đi ở hai tập trước. Thì thay vì là hai chiếc vlog trước là Thảo sử dụng rồi, sau đó Thảo mới nói lên cảm nhận của mình, thì ở tập này là Thảo sẽ quyết định unbox và nói lên cái suy nghĩ của mình tại chỗ cho các bạn biết luôn. Thì nhân vật mới của chúng ta ngày hôm nay đến từ nhà Marc Jacobs, đó là em Daisy Also Intense. Thì các bạn hãy cùng Thảo khám phá xem em này có gì đặc biệt nha. Ta-da, đây là hình hài bên ngoài của chiếc Daisy mới lần này ha. Thì Thảo thấy là ở bên ngoài á, là một màu đen ombre với lại màu vàng. Thì đây là chắc là vàng gold rồi. Thì đối với những bạn mà đã là fan của dòng nước hoa Daisy hoặc là khách hàng quen thuộc á, thì Thảo nghĩ là cũng như Thảo sẽ không có kỳ vọng nhiều về mặt thiết kế ở phiên bản mới lần này. Tuy nhiên mình nói về một chút Yến chắc là về cái màu sắc ở bên ngoài á, chắc là Thảo nghĩ là chai bên trong nó cũng sẽ màu đen hoặc là màu vàng hoặc là cả hai luôn, sắc vàng và đen luôn. Còn ngoài ra về phần Daisy Also Intense á, là Thảo liên tưởng đến đây là một mùi hương có phần đậm đà hơn so với những phiên bản trước và đặc biệt là phiên bản gốc. Thì Thảo cũng muốn xem thôi bên ngoài có điều gì đó đặc biệt để mà Thảo chia sẻ với các bạn không. Nhưng mà tại vì Thảo quá là nôn nóng rồi, chắc là Thảo sẽ không có đáng già đáng non nữa mà mình hãy cùng nhau khui em này ra luôn ha. Thì tính ra trong văn phòng của Thảo hiện tại chắc là Thảo là người đầu tiên mà được ngửi mùi của em này luôn. Nhưng mà mọi người ơi, bình thường á, nếu như mà ở nhà nha là Thảo đã xé toạc ra luôn, rất là mạnh bạo nha. Tại vì kiểu mình không có quen nhẹ nhàng như thế này. Nhưng mà hôm nay là review với mọi người, Thảo cần một cái gì đó rất là đẹp đẽ, cho nên là Thảo sẽ nhẹ nhàng với em này, rất là nâng niu ha. Rất là nôn nóng. Thì muốn biết sao không, Thảo muốn khoe với mọi người đó là mùi hương này Thảo là người đầu tiên ngửi, thì Thảo muốn khoe với mọi người. Đây, Thảo đã bắt được em đó đúng không? Trời ơi, một màu vàng rất là óng ánh mọi người ơi. Nhưng mà hình như là hồi nãy Thảo có đoán sai, tại vì Thảo có đoán là chai này có màu đen, nhưng mà thực ra là chai này không hề có màu đen nha mọi người, là một màu vàng óng rất là đẹp mắt luôn. Thì theo Thảo cảm nhận đó là màu vàng này là đây là một màu vàng ombre nè. Thảo xem, đúng rồi, màu vàng ombre từ ở dưới lên trên. Thì ở trên đó là chúng ta có thể thấy rõ được là sau cái lớp thủy tinh ở phía chai thế này là một dòng nước gọi là nước dung dịch nước hoa, thì chúng ta có thể thấy rõ và quá là quen với hình hài là ba bông cúc trắng ở trên nắp chai nè. Thì Daisy Intense này Thảo nghĩ là một cái gì đó rất là bứt phá về chẳng hạn như là về mùi hương, tại vì hồi nãy Thảo có đoán là sai về cái màu sắc rồi. Thì bây giờ Thảo sẽ mạo muội đoán một lần nữa nha. Thì đối với màu vàng ống ở trên chai như thế này, Thảo nghĩ là mùi hương sẽ được cấu tạo bởi những hương liệu mà có màu sắc vàng, ví dụ như là hoa cúc vàng đó, hoặc là trái cây thì Thảo nghĩ là trái xoài hoặc là mật ong chẳng hạn đó. Thì sẽ có những liên quan với những hương liệu màu vàng. Thì không biết là Thảo có đoán đúng hay không, nhưng mà thôi không có đoán nữa, Thảo sẽ xịt ra luôn và trải nghiệm hẳn cho mọi người biết cảm nhận của Thảo tại chỗ. Thì ở phần này Thảo sẽ không những xịt lên da ngược da tay Thảo mà Thảo sẽ xịt lên luôn cả giấy nữa ha. Thì đầu tiên Thảo xịt lên tay trước. Thì đối với những chai nước hoa mới á, thì mình sẽ cố gắng xịt 2-3 lần bắt đầu nước hoa nó mới lên. Mọi người ơi, Thảo nghe Thảo xịt thêm một lần nữa. Mọi người ơi, Thảo nghe được á, giống như là Thảo đang bước vào một khu vườn nha. Thì tầng hương đầu tiên Thảo vừa xịt ra Thảo nghe luôn á, đó là một cảm giác rất gì đó gọi là nó tươi mát nè, nó rất là trong lành tinh khiết, chắc hẳn nó là mùi hương của những hương liệu hoa mà Thảo chưa đoán ra được là hoa gì. Nhưng mà khoan đã, Thảo nghe được có một cái mùi hương ngọt. Thảo nghĩ là mùi hương mật ong á. Mùi hương mật ong, đúng rồi, mùi mật ong. Nhưng mà không phải, nếu như mà mùi hương mật ong không á thì Thảo nghĩ là sẽ không ra được mùi hương ngọt ngào mà nó kiểu lạ như thế này đâu. Thì Thảo cố gắng ngửi hương nữa là mật ong thì sẽ có hương liệu gì để kết hợp. Thảo nghe được có thể là mùi dâu tây.
Mà khó lắm mọi người ơi, khó đoán lắm. Tại vì nếu như mà Thảo nói là, nếu như mà nói về kinh nghiệm sử dụng nước hoa thì Thảo sẽ không dám nói về kinh nghiệm sử dụng nước hoa. Nhưng mà so với những năm tháng mà Thảo yêu thích nước hoa này, Thảo tìm hiểu tìm tòi, thì Thảo nghĩ nếu như đã có mật ong rồi, có dâu rồi, thì chắc chắn sẽ có một chút gì đó vani thì nó mới ra được cái mùi ngọt ngọt như thế này. Nhưng mà nó rất là ấm nha mọi người. Ấm, ngọt và đồng thời là rất là thanh. Khi mà những xót thịt đầu tiên mà các bạn gọi là những cái nốt hương mà nó lan tỏa là các bạn sẽ nghe được là mùi hoa, thì Thảo thấy là bóng dáng đâu đó của gọi là phiên bản cũ á, mọi người, phiên bản cũ á, nhưng mà nó bứt phá hơn ở chỗ là chắc chắn là có mật ong luôn. Thì màu vàng này á, là màu vàng của mật ong, và Thảo thấy đây là mật ong, là mùi hương rất là bứt phá luôn. Nhưng mà tại vì đây là cảm nhận riêng của Thảo thì không biết là mọi người cũng như là khách hàng sẽ như thế nào, thì Thảo mạo muội sẽ đi một vòng văn phòng của Thảo để cho mọi người thử coi mùi hương này cảm nhận như thế nào của mọi người về mùi hương mới như thế này ha. Và đồng thời là mọi người có nghe được mùi mật ong, mùi dâu tây và mùi vani giống như Thảo hay không. Thì trong lúc mà Thảo đi ra ngoài, Thảo hỏi đồng nghiệp thì cũng đồng thời là cho mùi hương nó thẩm thấu và nó hòa quyện trên da của Thảo. Thì tí nữa Thảo hoành lại, Thảo sẽ có một khoảng thời gian để mà nêu những cảm nhận sau đó Thảo cảm nhận được về mùi hương này ha. Thì hãy cùng Thảo theo dõi mùi hương này với lại đồng nghiệp ha. Phúc ơi, dạ, cho chị ít phút nha. Thì chị đang làm một chiếc vlog về chai nước hoa mới này, thì chị cũng muốn hỏi ý kiến mọi người cảm nhận về mùi hương mới này như thế nào. Thì bây giờ chị sẽ xịt lên tay em sau cho chị biết là cảm nhận của em về mùi hương này ha. Nó có ướt. Sao? Để em suy nghĩ coi. Cần nữa không? Chị xịt thêm miếng nữa. Dạ. Ok. Rồi. Em thấy nó hơi ngọt. Ngọt. Nó có hơi vẻ giống như là mùi mật ong. Mật ong hả? Mà ngoài mật ong ra thì em đoán thử là trong đây có thành phần mùi hương gì nữa không? Hay nó ngọt như mật ong? Có thể là có vani. Vani hả? Dạ. Vậy là theo chị muốn biết là nếu như mà em sử dụng chai nước hoa này á, thì em sẽ sử dụng đi đâu? Hay là em cảm thấy đi đâu thì nó sẽ phù hợp? Đối với cái mùi nồng ấm và hơi lạ lạ này á, thì em nghĩ là có thể là em sẽ đi tiệc. Đi tiệc nha. Tại vì nó lạ, nó không có kiểu như là mùi nhẹ nhàng gì để mình đi chơi. Nghĩ nó sẽ đặc biệt thì mình okay, đi tiệc. Ok. Dạ, cảm ơn em nha. Dạ, không có gì. Chủ tịch ơi. Chị hỏi một xíu nha, chị đang quay chiếc vlog về chai nước hoa mới này, thì chị cũng đang tham khảo ý kiến của mọi người á, thì về mùi hương này, cho nên là chị cũng muốn hỏi em là có ý kiến gì hay là cảm nhận gì về mùi hương này không. Thì bây giờ chị sẽ lên tay chị hay là xin tay em? Xin tay chị. Chị ha. Ok. Rồi. Mới nè. Như mùi ngọt á. Ngọt đúng không? Mới vừa nghe là ngọt luôn hả? Ngọt. Em có liên tưởng mùi ngọt này là hương liệu gì không? Ngọt vani. Ngọt vani hả? Nhưng mà nếu như mà sau này mẹ em hay là chị gái hay là những người gần em mà sử dụng nước hoa này á, thì em thấy là thích hợp để đi đâu? Em thấy là kiểu như đi hàng ngày bình thường á. Hàng ngày hả? Hàng ngày bình thường. Daily kia. Còn đi đi cà phê nhẹ cũng được. Còn ví dụ như hẹn hò sao? Hẹn hò thì kiểu nó hơi ngây thơ tí á. Ý em là nó nhẹ đúng không? Nó nhẹ, nó khá là nhẹ nhàng. Em thì thích kiểu nó hấp dẫn hơn tí. Ồ, thích kiểu đậm đà lên phải không? Gu mạnh phải không? Nhưng mà ví dụ như Tết này mà xài mùi này được không? Tết này thì xài được. Ok, rồi. Cảm ơn em nha. Dạ, chị. Hello các bạn, Thảo đã quay lại rồi đây. Thì hồi nãy là Thảo đi một vòng hội ý tham khảo ý kiến của các bạn đồng nghiệp, xem thử là mùi hương nước hoa mới này là các bạn có cảm nhận như thế nào. Thì nhưng mà hồi nãy Thảo có nói là Thảo sẽ thử cả trên giấy nữa, nhưng mà Thảo quên. Thì bây giờ Thảo sẽ thử trên giấy cho mọi người xem thử coi là mùi hương nó khác gì so với lúc mà Thảo xịt lên da không nha. Thì hồi nãy lúc mà Thảo đi hội ý với lại đồng nghiệp á, thì Thảo thấy các bạn cũng có cảm nhận mùi hương cũng hơi giống Thảo. Có bạn thì nói là mùi cảm nhận được mùi vani, có bạn thì nói là cảm nhận được mùi mật ong, nhưng mà Thảo thì cảm nhận thêm được mùi dâu tây nữa. Thì có thể là không biết là bản thành phần của em này như thế nào, tại vì Thảo muốn là có một cảm nhận, một trải nghiệm nó hoàn toàn mới luôn. Thì khi mà kết thúc vlog này chắc chắn là Thảo sẽ đi ra xem thử và bản thành phần của em này có những hương liệu gì nha, coi thử Thảo và mọi người cảm nhận có đúng không ha. Thì bây giờ Thảo sẽ gửi thử ở trên giấy này là mùi hương như thế nào. Ôi, Thảo bị giật mình. Mọi người ơi, thực sự là mùi hương ở trên giấy nó khác
nó vẫn ngọt nhưng mà Thảo cảm tưởng Thảo bị giật mình á, là bình thường là Thảo sẽ rửa trên giấy rồi sau đó Thảo đưa lên mũi, thì bây giờ Thảo cũng đưa lên mũi nhưng mà Thảo bị hơi bị giật mình là bởi vì mùi hương ở trên giấy có vẻ như nó ngấy, nó ngán hơn nhiều so với khi mà xịt trên da. Thì Thảo vẫn thích mùi hương ở trên da hơn, cho nên là Thảo vẫn muốn mà khi các bạn đến cửa hàng mà mình lựa, mình trải nghiệm mùi hương nước hoa là nên xịt lên cả giấy và lẫn trên da mình, thì lúc đó mình mới có được những cái nhận định, những cái trải nghiệm mùi hương chính xác và sau đó mình lựa chọn ha. Thì khi mà Thảo hồi nãy đó là khi mà hỏi ý các bạn xong rồi Thảo cũng có quay lại bàn làm việc được một lúc để cho thời gian nước hoa nó thẩm thấu trên da của Thảo á, thì bây giờ là Thảo nghĩ là cũng tầm gần 2 tiếng rồi. Thì đúc kết lại là cảm nhận của Thảo ở chai nước hoa mới này là nếu như so với bản gốc Daisy năm 2007 á, thì ở đây, đây chính là bản gốc Daisy năm 2007 đó, các bạn có thể thấy. Thì mùi hương của chai nước hoa mới này, như hồi nãy Thảo có nói là Thảo vẫn có cảm nhận được hình dáng, bóng dáng và sự xuất hiện của chai nước hoa năm 2007 là bản gốc á, ở trong chai nước hoa mới này. Tuy nhiên cái sự đột phá, bứt phá ở phiên bản mới này đó là mùi hương ngọt ngào và đậm màu hơn, và đặc biệt là Thảo nghe đó là mùi mật ong, dâu tây và mùi hương vani. Cho nên á, là nếu như mà chai nước hoa này đối với các bạn mà thích mùi hương ngọt ngào giống như Thảo như nè, cảm thấy rất là phù hợp, hoặc là đối với những bạn mà thích dòng hương nước hoa của nhà Daisy á, và có một mong muốn có một cái điều gì đó nó bứt phá, thì Thảo thấy là nên chọn chai nước hoa mới này, tại vì các bạn sẽ có được những sự trải nghiệm vượt trội hơn hẳn so với bản gốc năm 2007. Thì đối với Thảo thấy thì chai nước hoa này mình có thể sử dụng khá là đa dụng, như là hồi nãy đồng nghiệp Thảo có chia sẻ, thì mùi hương của em này tuy là ngọt và đậm hơn so với năm 20 phiên bản năm 2007, nhưng mà mùi hương này cũng rất là bay bổng nè, dịu nhẹ, các bạn có thể sử dụng vào ban ngày, mùa hè mình có thể đi làm nè, đi hẹn hò, đi xem phim, đó rất là đa dụng luôn. Nhưng mà nếu như mà các bạn có muốn cái gì đó đậm đà hơn thì mình có thể xịt nhiều lần, nhiều shot, hoặc là mình có thể chêm thêm cũng được nữa. Thì đối với chai nước hoa này á, là các bạn theo Thảo nghĩ nha, thì có thể lưu hương được từ 4 đến 6 tiếng hoặc là hơn, tùy cơ địa mỗi người. Thì rất là thích hợp nếu như các bạn sử dụng cho dịp xuân sắp tới này cũng được nữa. Thì đó là tất cả những cái cảm nhận của Thảo về chai nước hoa mới lần này của nhà Marc Jacobs Daisy Also Intense lần này. Và mọi người ơi, cho tới thời điểm hiện tại á, là Thảo vẫn còn cảm giác hồi hộp của lần đầu tiên khi mà Thảo làm một chiếc vlog mà vừa unbox mà vừa xịt rồi cảm nhận mùi hương tại chỗ luôn. Và Thảo thấy là Thảo rất là thích cảm giác này, và chắc chắn là những chiếc vlog lần sau khi mà Thảo review hay là nêu cảm nhận về những cái mùi hương mới sắp tới á, là Thảo chắc là Thảo cũng sẽ làm tương tự như vậy để có những trải nghiệm và những cảm nhận thực tế và chân thật nhất cho các bạn xem. Và hiện tại á, là hai chai nước hoa này nè là đang có mặt tại cửa hàng Number Foam. Các bạn có thể đến cửa hàng và trải nghiệm trực tiếp mùi hương của em này nha. Đừng quên like, subscribe kênh giải trí Number Foam TV để đón xem nhiều chủ đề khác của bọn mình nha. Thì mình là Trần Thảo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.